Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi lại giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải, có thể nói là vua bán tải, quý vị và các bạn nhé. Ford Ranger Wildtrak phiên bản 3.2. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 xin 3 và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi, quý vị và các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua về, chưa dọn, chưa rửa luôn các bạn ạ. Còn nguyên bản luôn bạn nhé, chưa dọn, chưa rửa luôn. Đấy, tất cả là còn đẹp và lốp còn dày như này đây. Tuy nhiên là chưa có dọn, chưa rửa gì thì nó hơi bẩn một chút, quý vị các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì đâu các bạn ạ. Rất là mới và rất là đẹp luôn. Phiên bản này là xin 3 rồi các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 550 triệu đồng, quý vị các bạn ạ. Rất là đẹp, chưa dọn đâu các bạn này. Toàn bộ về những cái phần nước sơn của chiếc xe cũng còn rất là đẹp, chưa có bị đâm va gì đâu các bạn nhé. Phiên bản 3.2 xin 3 2016 lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Đấy, chiếc xe này thì cũng đã có vai thể thao, giá nóc rồi các bạn nhé. Rất là đẹp luôn này. Phiên bản 3.2 gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương này. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe độ camera sườn. Chiếc xe này thì chủ xe cũng độ tương đối là nhiều đồ rồi. Camera sườn này, đề nổ start stop này. Đấy, và cụm đèn này thì quý bạn thấy đây, xe được trang bị là đèn pha bi xenon rồi này. Đèn gầm, chủ xe độ là đèn gầm bi này. Đấy. Nguyên bản thì chiếc xe này là phiên bản 3.2 thì đã có đầy đủ là màn hình, camera lùi, cảm biến trước sau luôn các bạn nhé. Biển Hà Nội rất là đẹp rồi. Đấy. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất là đẹp rồi. Và đây là phần nội thất đây các bạn này. Chiếc xe này lăn bánh hơn 8 vạn cho nên là tất cả còn rất là đẹp luôn nhá. Ghế da nguyên bản của xe này. Đấy, ghế da nguyên bản của xe còn này. Cần nỉ này đều rất là đẹp này. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, cruise control này. Có cả limit speed hạn chế tốc độ này. Đấy. 8 vạn 7 km các bạn nhá. Xin 3. Màn hình rồi này các bạn này. Đấy. Tất cả đều rất đẹp, điều hòa tự động, phiên bản số tự động 2 cầu các bạn nhé. Ở những chiếc xe Wildtrak thì quý vị các bạn biết rồi đấy ạ, đều là số tự động 2 cầu, phiên bản 3.2 là 2 cầu hết luôn bạn nhé. Ghế lái chỉnh điện này. Tất cả những cái ốc máy này, à ốc này là ốc bản lề cánh cửa là còn nguyên zin hết này. Đấy, rất đẹp luôn, một chiếc xe 2016. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, những chiếc xe Wildtrak ở phiên bản 2016 là nó đều có hai bản các bạn nhé. Đầu 2016 thì là phiên bản xin 2 thôi. Cuối năm 2016 là lên phiên bản xin 3. Đấy, thì chiếc xe này thì đã lên phiên bản là xin 3 rồi các bạn nhé. Và nội thất hàng ghế sau rất là đẹp đây. Ghế da cao cấp nguyên bản của xe này. Đấy, rất là đẹp luôn. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Từ năm 2018 thì Ford cũng chính thức là ngừng sản xuất những chiếc xe Wildtrak 3.2 mà chuyển sang phiên bản 2.0 biturbo rồi lên phiên bản Raptor các bạn nhé. Thì những chiếc xe 3.2 này đi rất là thích các bạn ạ. Cho nên là rất là nhiều người muốn tìm mua những chiếc xe phiên bản 3.2 này để chạy các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua về, còn chưa có dọn rửa đâu bạn nhé. Nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và để lái thử những chiếc xe này các bạn ạ. Vô lăng rất là đẹp luôn. Vô lăng thì vân gỗ này, đề nổ start stop, đấy là những cái phần mà chủ xe độ thêm các bạn nhé. Màn hình, camera lùi, camera hành trình đầy đủ hết luôn các bạn ạ. Một chiếc xe phải nói là đẹp và đều xe các bạn nhé. 550 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Ford Ranger Wildtrak phiên bản 3.2 số tự động 2 cầu này các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe này. Bây giờ tôi sẽ mở cái nắp capo này ra cho quý vị và các bạn xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Ford cũng đã trang bị cho chiếc Wildtrak 3.2 này là một cái khối động cơ diesel
với dung tích 3.2 lít các bạn nhá. Và động cơ này thì chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì cả, tất cả là còn nguyên bản đây các bạn này, nguyên bản từ ốc cabo này, keo chỉ cabo còn nguyên zin hết luôn các bạn nhá. Đấy, tất cả là còn nguyên zin mà chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Động cơ nguyên bản này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, nguyên bản từ những ốc cabo này. Đấy, cho đến những phần ốc tai đều nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Khối động cơ 3.2 này thì đi rất là khỏe và lại tiết kiệm nhiên liệu quý vị các bạn ạ. Đấy. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Ranger Wildtrak phiên bản 3.2, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 550 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều các dòng xe, từ dòng xe hatchback đến dòng xe sedan, từ xe to đến xe nhỏ, từ xe cỏ đến xe hạng sang quý vị các bạn nhé. Quý vị và các bạn đến với cửa hàng chúng tôi thì quý vị các bạn có thể tham khảo được nhiều mẫu xe khác nhau. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.